cái xác của nó này. Mình vô tình thôi, mình đang đi chơi. Xe mình ở kia kìa. Mình đang đi chơi thôi. Đây là một cái hang của con Chilo Brachis FP. Nó đâu đây ta? Để mình khơi. Tại mình đi. Ủa cái hang nó to lắm. Mình đi chơi rồi. Ở đây này, đây này. Nói là thấy rồi. Đây đây đây. Thấy không? Đâu đây ta? Mình đi chơi mình không mang cái gì đi hết. Mình bắt nó ra cho các bạn xem rồi. Rồi 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 rồi. Mình thả nó. Thả nó. Ồ ồ ồ ồ ồ. Hay chưa, hay chưa. Đây này, cái chân nó đây này. Wow. Xin lỗi mẹ nha, xin lỗi mẹ nha. Ồ đây 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 đây. Ui, ui. Đây là một tác phẩm. Wow. Ui xanh lè luôn này. Ủa sao nó xanh vậy ta? Ủa sao nó xanh vậy ta? Ôi, đâu rồi? Chạy rồi. Đây là... Con này là... Tarantula. Cũng vui nhé. Để chụp mày một tấm đi. Đi chơi mà. Ok. Sorry mày nha. Tao sẽ thả mày đi đây. Lên đây, lên đây. Đây, 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 đây. Phá mất cái tổ của nó. Cái hang của nó này, các bạn để ý. Cái hang của nó mà nó nhiều tơ lắm nha. Đây này, chẳng còn gì trong này hết. Đây. Rồi, chào các bạn nha. Mình đang đi chơi tiếp đây.